kết nối tri thức. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng kênh YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp hữu ích cho cuộc sống. Tri thức là vốn hiểu biết không bao giờ cạn kiệt. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa những thông điệp, tri thức phù hợp hữu ích cho cuộc sống quý vị nhé. Thưa quý vị, cuốn sách Sống giữa cuộc đời này là tập hợp các bài viết phản ánh những ghi chép, góc nhìn của giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng về Bác Hồ, cuộc sống và người thân trong gia đình, bạn bè của ông. Với chủ đề Ngàn năm nhớ Bác, Nguyễn Lân Dũng đã nhớ về những lời Bác dạy, lời thơ, lời chúc Tết của Bác. Thông qua tác phẩm này, tác giả đã khắc họa hình ảnh của Bác Hồ trong lòng nhân dân thế giới. Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Tuyết Vân sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Sống giữa cuộc đời này do nhà xuất bản Dân Trí ấn hành năm 2021 với 243 trang, chuyển tải 45 câu chuyện, bài viết, góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tâm hồn tình cảm của độc giả. Thưa quý thính giả, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng là một giáo sư tiến sĩ sinh học, nhà giáo nhân dân của Việt Nam. Ông còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Cố vấn Việt Nam của Hội Liên hiệp Thanh niên Quốc tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội các ngành sinh học Việt Nam, chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Là nhà nghiên cứu sinh học hàng đầu Việt Nam, trong quá trình công tác trong ngành sinh học của ông đã làm cho ngành này phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đóng góp công lớn cho công tác nghiên cứu sinh học, đồng thời đưa nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện bộ sách giáo khoa sinh học rất được đánh giá cao và là người luôn luôn đóng góp ý kiến cho việc xây dựng bộ sách giáo khoa ở Việt Nam, từng tham gia chuyên mục nổi tiếng Hỏi gì đáp nấy, chuyên về giải đáp mọi thắc mắc của mọi người. Ông có nhiều lời khuyên cụ thể, thiết thực cho bà con nông dân Việt Nam để phát triển kinh tế. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng và các nhà sinh học mình quen biết khác nữa thường có tâm hồn đa cảm, họ rất gần với xã hội học, triết học và văn chương. Đa số họ có năng khiếu về văn chương. Họ đều yêu văn chương và gần gũi với bạn bè, kết thân với văn chương. Nhiều người còn viết văn và làm thơ. Vì trong tập bài viết của mình, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng còn có bài cảm phục và cảm nhận nhà thơ nữ viết về một tập thơ được tặng, một tập tự in của một nhà thơ nữ còn ẩn danh mà nội dung chủ yếu là dẫn ra cả mấy chục câu thơ hay của chị. Cuốn sách Sống giữa cuộc đời này được chia làm 3 phần tương ứng với những ghi chép, những góc nhìn của giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng về những chủ đề Ngàn năm nhớ Bác, góc nhìn, những gương mặt thân thương. Mở đầu cuốn sách với nội dung Bạn tôi và hương sắc văn chương. Tiếp nối sau đó, tác giả sẽ gợi nhớ cho chúng ta nhớ về Bác Hồ với những lời Bác viết, những lời Bác dạy, rồi cả những lời thơ, những lời chúc Tết của Bác. Tác giả còn cho ta thấy được hình ảnh của Bác Hồ trong lòng của nhân dân thế giới. Ở những phần tiếp theo, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng đã đưa ra những góc nhìn của mình về những việc rất đỗi thân thuộc như thực phẩm nhiễm độc, thuốc lá và Covid, bao giờ được ăn rau sạch, tiền đâu chữa ung thư, tiếng nước ta, v.v. Nói về cuốn sách, nhà văn Ma Văn Kháng có viết: "Hiển nhiên, quan trọng bậc nhất là nội dung các bài viết đã đáp ứng được nhu cầu nâng cao hiểu biết và tâm hồn tình cảm của mình. Chẳng hạn, bạn hãy đọc bài Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0 hay như bài Họ nhà Trâu, trùng trùng điệp điệp kiến thức và các tư liệu thông tin
ấm áp chất liệu cuộc sống và tâm tư. Và quý thính giả hãy đọc thử ngay cả bài Xuân Về Nhớ Thơ Chúc Tết của bác. Nghe như có một khoảng cách với lĩnh vực chuyên môn của tác giả, vậy mà xem ra cũng đáng thuộc tầm cỡ sản phẩm của nhà thơ, nhà phê bình đích thực. Góc nhìn đã chia sẻ các quan điểm của tác giả về những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, được nhiều người quan tâm như thực phẩm nhiễm độc, học để tự do, tiền đâu để chữa ung thư, quốc gia sạch sẽ, chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Trong sách Với Mục Những Gương Mặt Thân Thương, Nguyễn Lân Dũng còn phát họa chân dung, chia sẻ những kỷ niệm về cha mẹ, các nhà khoa học, những người bạn, người học trò của mình. Mỗi trang viết đông đầy tình cảm yêu thương, thân ái cùng những cảm nhận tinh tế. Quyển sách là tập hợp những bài viết mang tính chất ghi chép của nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng về các nội dung khác nhau. Sống Giữa Cuộc Đời Này là quyển sách được nhà văn Ma Văn Kháng nhận định là những bài viết đã làm nên sức cuốn hút của sự đọc. Dù đó là những bài cảm nhận riêng về Bác Hồ hay những cập nhật các vấn đề xã hội hiện đại ngày nay như sự nguy hại của kiểu nhà ống, lan đột biến, tất cả đều đầy ắp chất liệu cuộc sống và tâm tư của một người có trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Có thể thấy rằng, bằng tài năng, sự uyên bác và tấm lòng cống hiến của mình, tác giả Nguyễn Lân Dũng đã nâng niu từng con chữ trên tay mình để gửi đến độc giả những kiến thức thiết thực. Chẳng hạn như trong bài Thuốc lá và Covid cho biết, trong khói thuốc lá có tới 7.000 hợp chất hóa học, phần lớn là các chất độc hại. Trong đó có 60 chất liên quan đến ung thư, nguy hiểm nhất là nicotine. Nicotine rất dễ dàng xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp, thậm chí qua da. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thuốc lá làm hơn 8 triệu người tử vong mỗi năm. Hơn 7 triệu người trong số đó hút thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong dù không hút nhưng tiếp xúc với khói thuốc. Những người hút thuốc lá thường bị suy yếu chức năng phổi, do đó nguy cơ mắc bệnh nặng hơn khi nhiễm COVID-19. Tác giả cũng gợi ý một số biện pháp để mọi người bỏ thuốc lá như sử dụng kẹo, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để cai thuốc lá. Tác giả chân tình nhắn gửi đến độc giả, nhớ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tôi mong bạn đọc chia sẻ thêm kinh nghiệm bỏ thuốc lá để các bạn khác bền lòng hơn mà bỏ được. Thêm một người bỏ thuốc lá, thêm nhiều cái lợi cho mọi người xung quanh và xã hội. Sống Giữa Cuộc Đời Này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những ước muốn, tâm sự thật giản dị, chân thật của giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng trong cuộc sống. Ông trăn trở, tôi thấy ở nhiều nước, thư viện các trường phổ thông thật đáng nể. Sách giáo khoa đủ cho học sinh mượn với giá không đáng kể. Rất nhiều sách, truyện thiếu nhi đủ cho mọi học sinh mượn đọc. Ở nước ta, những trường có thư viện phong phú nhiều nhất là ở những vùng sâu, vùng xa. Trước hiện tượng sử dụng hộp xốp ngày một phổ biến, ông đã thẳng thắn nêu ra. Mặt trái của hộp xốp đựng thức ăn là câu hỏi về sức khỏe và chất thải có hại cho môi trường. Còn rất nhiều điều nữa chúng ta có thể cùng chia sẻ và học hỏi từ những trang viết của người thầy giáo nhiều tâm huyết với cuộc sống, con người và thời cuộc. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Sống Giữa Cuộc Đời Này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh để hiểu rõ tại sao những bài viết của giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng lại đầy ắp hiện thực và được nhiều người nhận xét có sức hút độc giả như vậy. Và quý vị, đừng quên theo dõi chương trình Kết Nối Tri Thức do Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8h10 phút và 20h30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.